Sáng ngày 28 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng dùng kéo đâm chết người tại địa phương, rồi bỏ trốn. Thông tin ban đầu, tối ngày 27 tháng 11, 4 nam thanh niên cùng trú tại xã Vinh Hiền ăn nhậu tại một quán ở thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, hai trong số 4 thanh niên nói trên xảy ra mâu thuẫn, gây gổ với nhau. Một người là đối tượng đang bị truy bắt sinh năm 1994 và người còn lại là nạn nhân sinh năm 1995. Đối tượng chạy vào quán nhậu lấy kéo, rượt đuổi đâm nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cùng với việc truy bắt đối tượng, lực lượng công an huyện Phú Lộc cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.